là tuyến giao thông huyết mạch kết nối quốc lộ 4E đi xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng. Cuối năm 2021, tuyến đường được sửa chữa nâng cấp, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, việc thi công bị dừng. Đây là nguyên nhân khiến cho tuyến giao thông này ngày một xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến giao thương cũng như cuộc sống nhân dân sinh sống hai bên đường. Chỉ sau một cơn mưa, rất nhiều đoạn trên tuyến đường kết nối quốc lộ 4E về Ủy ban nhân dân xã Trì Quang đã biến thành những cái ao nhỏ, nhiều chỗ ngập quá nửa bánh xe ô tô. Còn những ngày không mưa thì bụi trắng, rất vất vả và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Trời nắng thì nó bụi, bụi lắm. Ngày nào chúng tôi cũng phải 3-4 lần vác vòi nước ra xịt để cho nó đỡ bụi. Xong rồi nắng lên 1-2 tiếng nó khô nó lại bụi. Mong là nhà nước là có cái chính sách để làm cái đường này đi lại cho nó thuận tiện. Lớp bay chỉ được giải và lu lèn, chính vì vậy khi trời mưa to làm bong chóc trôi đi các lớp đá dăm, mặt đường nham nhở tạo thành các vệt sâu, lằn ranh chạy dọc trên tuyến. Khắc phục trước mắt, người dân địa phương tự san lại mặt đường sau mưa, thế nhưng cũng không thấm vào đâu. Bây giờ chúng tôi là phải đi vòng đường ở dưới, đường khe tắm đường dưới, chứ đường này hầu như là không dám đi. Bất đắc dĩ lắm phải đi thôi, hầu như bỏ. Không muốn đi nữa, sốc. Khó khăn đi lại, nhất là mưa này còn ngập úng nữa. Phần nào ảnh hưởng lớn đến cái sự mà điều hành cũng là quản lý của dân. Bởi vì là trong cái quá trình chờ đợi thì nó điều chỉnh hồ sơ cũng rất là dài. Tôi thì cũng thường xuyên là thực hiện cái việc tuyên truyền, vận động cho người dân và để cho người dân nắm được và hiểu được các cái chủ trương như vậy. Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường kết nối quốc lộ 4E đi xã Trì Quang đã qua 2 lần điều chỉnh. Trong đó bổ sung đoạn nối từ cuối tuyến đến trụ sở xã Trì Quang dài 1,28 km, đồng thời mở rộng nền đường từ 3m lên tối thiểu 6m, mặt đường bê tông nhựa thay thế đường láng nhựa. Do chờ điều chỉnh nên việc thi công tạm dừng. Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban tỉnh và triển khai bản vẽ thi công, ban sẽ cố gắng phấn đấu tiếp tục đôn đốc các nhà thầu thi công để phấn đấu hoàn thành cuối năm là 2023. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, các hộ dân hai bên đường đều sẵn sàng hiến đất. Do vậy, địa phương, các đơn vị liên quan cần vào cuộc tích cực hơn, hoàn thành các thủ tục liên quan để nối lại thi công theo kế hoạch.